Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin thị trường ngày 25 tháng 10 năm 2020. Và tôi là Hồng Vân đến từ Inflash Investment. Rất vui được gặp lại mọi người. Và trong buổi bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin có tiêu đề là Đường lên 970 chỉ với nỗ lực từ VN30. Chúng ta sẽ cùng đi ngay để trả lời câu hỏi này nhé. Ok, chúng ta có nội dung 3 phần quen thuộc như mọi khi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần một. Phần thứ nhất, tình hình thị trường tuần qua. Tuần qua là một tuần mà giá trị giao dịch khớp lệnh trong tuần vừa rồi liên tục duy trì ở mức cao và tuần này cũng không ngoại lệ. Giá trị khớp lệnh của cả tuần này đạt khoảng 35.776 tỷ đồng. Với một cái động thái từ khối ngoại thì đang có cái sự gia tăng về việc bán ròng, thì tuần này đã bán khoảng âm 2.460 tỷ đồng trong cả tuần rồi. Như vậy đây là những cái khá là cần chú ý. Sang thị trường tuần mới, chúng ta sẽ cùng nhìn trên đồ thị phân tích kỹ thuật trước khi đến với những kết luận cuối cùng. Ở đây chúng ta có VN Index. Như tuần trước ạ, Inflash đã đưa ra nhận định là chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp tăng lên vùng 970. Và chính xác thì hiện tại là VN Index tiếp tục gia tăng về mặt điểm chỉ số. Mọi người sẽ thấy với một chúng ta có 5 phiên giao dịch. Đây, tính ra từ phiên này là từ phiên thứ 2 ạ. Chúng ta tiếp tục có một cái nhịp tăng từ VN Index với một dải màu xanh đang liên tục mở rộng và đang trở thành hỗ trợ cho đường giá rất tốt. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy cái phần quanh phiên ngày thứ 5 này là chính thức chúng ta chạm dải màu và bật tăng ạ. Mọi người đã thấy rõ không? Tại vị trí đường đảo chiều và vị trí chạm dải màu đây là lần thứ 3 rồi. Mặc dù mức độ tin cậy của chúng ta thì có thể là sẽ giảm đi, tuy nhiên là đối với giá nó vẫn đang là cái hỗ trợ rất là hợp lý. Thì tất nhiên không phải chỉ mỗi dải màu, lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích thêm bên Rainbow nhé. Ở đây chúng ta có SPI ạ. Mọi người sẽ nhìn thấy một tín hiệu rất tích cực từ SPI sau một cái giai đoạn hình thành cái lực bán. Tuy nhiên là cái lực bán này nó đã kết thúc kể từ phiên ngày thứ 6 này và đang xuất hiện một cái nến hình thành mới cho một nhịp tăng tiếp theo. Đây là một tín hiệu rất tốt từ SPI. Chúng ta sẽ cùng nhìn sang Rainbow để giải thích cho cái việc tại sao cái vùng chạm lần số 3 nó lại vẫn đang là một cái hỗ trợ cứng, thì chúng ta sẽ phải kết hợp cả Rainbow. Mọi người sẽ nhìn thấy ở đây một cái mẫu hình, đó là VN Index đang vào một uptrend khá ổn. Chúng ta sẽ còn chờ nốt những diễn biến cuối cùng thôi. Ở đây chúng ta có cái dải màu trong ngắn hạn đang cắt lên cái đường siêu dài hạn ở đây. Và đường siêu dài hạn hiện giờ nó đang là một hỗ trợ cứng cho VN Index. Như vậy với cái việc mà nó đang cắt lên như thế này thì cái việc nó, cái đường trong ngắn hạn nó vẫn sẽ đang là một cái hỗ trợ rất là cứng cho VN Index. Ở đây chúng ta có diễn biến của đường trung hạn đang muốn cắt lên đường dài hạn màu trắng. Như vậy là với cái động thái đảo chiều từ các đường trong ngắn hạn và trung hạn thì chúng ta vẫn đang nhận được hỗ trợ khá là tốt. Điểm tiếp theo, nhìn sang AMF về dòng tiền ạ. Mọi người sẽ nhìn thấy sự tăng tốt từ dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại với thị trường. Dòng tiền đầu tư suốt cả giai đoạn vừa rồi ạ, chúng ta liên tục tăng. Đó, dòng tiền vào rất khỏe. Thì với những cái dòng tiền khỏe như thế này thì chắc chắn là nếu VN Index có xuất hiện những nhịp chỉnh ạ thì mọi người hoàn toàn có thể tham gia vào với các vị thế mới, chứ không cần quá hoảng loạn hay là xảy ra, trừ khi nó có những cái thông tin rất là bất ngờ, rất là khó dự đoán. Còn nếu mà không thì mọi người không nên để tình trạng hoảng loạn quá nhiều. Chúng ta sẽ cần chú ý thêm. Đó là về 4 chỉ báo của chúng ta. Các chỉ báo hiện vẫn đang chỉ cho VN Index một cái hướng là tiếp tục tăng. Và take profit gần nhất là vùng 970 ạ. Tuy nhiên để mà nhìn nhận cái nhịp tăng này thì chúng ta cũng sẽ phải nhìn vào sự thật, đó là
cái nhịp tăng này đang được kéo chính bởi VN30. Và trong VN30 thì nó đang luân phiên đánh kéo các trụ lớn. Đợt vừa rồi ạ, chúng ta đã có một nhịp kéo các mã về banh đúng không? Thì tuần này tại là em nhận thấy là có một số mã như banh vẫn đang tiếp tục tăng được như VPBank này, hay là Techcombank, SHB, SHB không, STB đúng rồi ạ. Đó là những mã vẫn đang tiếp tục được kéo. Ngoài ra thì mọi người sẽ gọi tên rất nhiều là Masan, vẫn tiếp tục một cái duy trì đà tăng khá là nóng của Masan. Hay một số mã như PNG cũng có tăng tương đối thôi, BVH này. Đó, và đến phiên ngày thứ sáu chúng ta có sự tăng điểm rất tốt từ họ nhà Vin, có VIX này, VIX ạ, Vinhome, VRE. Đó, mọi người sẽ thấy cái sự biến động của thị trường hiện tại đang dựa khá nhiều vào VN30. Những cái bên mid cap và bên penny ạ đang có một số cái dấu hiệu tốt dần thôi, còn em chưa thực sự thấy được cái dòng tiền nó lan tỏa nhiều. Thì với một cái tình trạng chỉ kéo VN30 như này, nó vẫn đem lại một cái trạng thái rất là rủi ro cho các cái vị thế. Bởi vì nếu ạ VN30 vào nhịp chỉnh một cái thì hoàn toàn là thị trường nó sẽ rất là vất vả đấy. À, đặc biệt là với cái trạng thái đợt vừa rồi thì rõ ràng là nếu mà chúng ta đang tham gia vào mid cap hay là penny ở trong cái danh mục của mình thì mọi người mặc dù thấy là thị trường thì tăng điểm đấy, nhưng mà danh mục của mình thì vẫn có thể là lỗ hoặc là đang ở cái trạng thái là không, gọi là vẫn quanh cái vùng mua, chưa có cái đủ cái phần lãi ấn tượng đúng không ạ? À, cho nên chúng ta sẽ phải chú ý thêm một chút về trạng thái của dòng tiền để có những cái nhịp vào ra cho nó hợp lý. Ok, như vậy em sẽ tổng kết về thị trường tuần tiếp theo. Thì về mặt kỹ thuật ạ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hướng tới vùng 970, và mọi người nhớ là chúng ta có một cái hỗ trợ rất là cứng ở vùng 920 đến 930. Nó sẽ là quanh cái vùng hỗ trợ giải màu ạ. Cũng như là cái đường siêu dài hạn của chỉ báo IRB Rainbow. Rất là đơn giản thôi. Khuyến nghị của Inflex giai đoạn này đó là mọi người sẽ vẫn ưu tiên nắm giữ với các cái danh mục trung hạn. Là trước đây thì bọn em cũng đã cung cấp cái danh mục trung hạn cho các nhà đầu tư rồi, thì mọi người có thể chú ý. Ngoài ra thì từ tuần trước em đã khuyến nghị là mọi người có thể tham gia nhanh với các vị thế ngắn hạn luôn. Còn nếu mà đến bây giờ thì vẫn tham gia được, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có rủi ro hơn rồi. Thì mọi người sẽ tự cân nhắc với cái rủi ro và lợi nhuận đem lại. Và tất nhiên là anh chị nào mà không chịu được những cái vùng rủi ro cao như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể đứng ngoài cái nhịp tăng này. Và mọi người nhớ là phải ưu tiên nhất vẫn là tuân thủ kỷ luật cho cái danh mục của mình nhé. Đó là về thị trường tuần mới. Chúng ta sẽ cùng đến với phần số 3 là các cơ hội. Tuần trước ạ, em đã có một cái cơ hội đầu tư cho các anh chị. Thì với cái kỳ vọng là dòng tiền nó sẽ có sự lan tỏa sang mid cap, thì những cái mã em báo khá khá thì nó nằm ở mid cap rồi. Thì tuy nhiên là chúng ta sẽ vẫn chưa nhận được cái dòng tiền nó luân chuyển sang đó. Vậy chúng ta sẽ cùng nhìn lại các mã xem tình trạng bây giờ đang như thế nào nhá. Mã đầu tiên là HBC này, mua quanh 11 với tỷ trọng nhỏ. Chúng ta cùng nhìn lại HBC trong tuần này. HBC chúng ta nếu mà sau khi mua thì chúng ta vẫn đang có HBC quanh cái vùng giá mua và lại đang lỗ rất là nhẹ, không phải một like. Tuy nhiên là rất là khó để mà có thể dự đoán tiếp, chúng ta vẫn phải chờ đợi cái dòng tiền. Xét về yếu tố kỹ thuật, chúng ta sẽ nhìn nhận một cách rất là khách quan nhé. Thì rõ ràng là tuần này là lực mua ở SPI của trong tuần HBC đang bị yếu đi này. Mặc dù cái tín hiệu mua thì vẫn đang duy trì, thì chúng ta vẫn có thể giữ thêm. Xét về chart đây ạ, tín hiệu mua cũng đang duy trì, nhưng mà giải màu hiện tại đang bị vi phạm lần thứ 3 rồi. Chúng ta có một lần chạm ạ, một lần vi phạm giải màu, và đây đang là lần 3 mà nó chạm tới cái giải màu này. SPI chẳng ngày thì rõ ràng là đang cho một cái lệnh bán đang xuất hiện ở HBC, cho nên
Đến hiện tại thì HBC vẫn đang có một tín hiệu hơi xấu trong ngắn hạn. Xét về trung hạn thì mọi người hoàn toàn có thể giữ tiếp. Nhưng mà mọi người nhớ là chúng ta đã chỉ tham gia với một tỷ trọng rất là nhỏ quanh vùng giá 11, cho nên mọi người có thể có những thêm những kịch bản. Thì anh chị nào cần thì có thể liên hệ riêng với em nhé. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về HBC một chút. Nhìn sang Rainbow ạ. Rainbow HBC hiện tại vẫn đang có một cái vùng hỗ trợ rất là cứng từ các giải màu trong Rainbow. Và cái vùng sâu nhất mà có thể nó quay trở về sẽ là vùng 9.9. Thì quanh đây từ cái giá 10.5 cho đến 9.9 vẫn đang là hỗ trợ dưới rất là tốt. Dòng tiền của HBC thì có một cái vấn đề từ dòng tiền đầu cơ ạ. Nó tăng nhẹ trở lại, tuy nhiên là không tiếp tục tăng mà nó lại có dấu hiệu luân chuyển ra. Tiền hơi yếu một chút ở tiền đầu cơ, tiền đầu tư thì vẫn duy trì. Tuy nhiên là trạng thái của nó cũng bắt đầu có dấu hiệu đi ngang. Thì mọi người nên chờ đợi sự phản ứng của hai dòng tiền để chúng ta có những cái phương án hợp lý. Với cái mức cắt lỗ ở dưới vùng 9.9 thì mọi người có thể cân nhắc. Ok, đó là về HBC ạ. Chúng ta sang mã tiếp theo là mã ASD, mua quanh giá 50.7 luôn. ASD. ASD chúng ta có một cái tín hiệu báo mua, tuy nhiên là đường giá đã phải vòng trở lại để test đường đảo chiều giảm mới có một cái nhịp bật lại. Chúng ta ngó lại một chút về chart quick trước nhé. Chart quick vẫn đang duy trì cái tín hiệu đó là đường giá đang đâm vào trong giải màu và giải màu tím này đang cố gắng co hẹp lại. Ở đây SPI thì cũng đang báo là lực mua thì đang hơi cạn, cho nên là rất là chú ý ở cái giai đoạn này. Nếu mà nó không đánh vượt được hẳn giải màu thì chắc chắn là AST bắt buộc sẽ phải có một nhịp chỉnh ngắn ngắn trước đã. Nhìn vào chart đây thì như em vừa nói, chúng ta có một cái lệnh mua ở đây, tuy nhiên là cả tuần vừa rồi nó phải test lại cái đường mua đường đảo chiều giảm xong mới có nhịp bật lại. Ở đây cái mẫu này chúng ta cần phải bật lại vượt trên 57 để confirm lại tín hiệu. Ở đây SPI của chúng ta vẫn đang tiếp tục một cái giai đoạn giảm, mặc dù là nến ngày thứ 6 có dấu hiệu suy yếu nhẹ đi. Tuy nhiên là vẫn chưa có cái tín hiệu xác định, cho nên là vẫn phải chờ thêm đối với AST. Rainbow ạ, chúng ta có AST vẫn đang giao dịch ngay trên cái vùng hỗ trợ dưới. Nó hỗ trợ dưới của AST nó rơi vào vùng 48.9. Cho nên là vẫn chưa thực sự xấu, nhưng mà để bảo đẹp thì cũng chưa. Bởi vì AST lại đang nằm ở dưới cái đường trung tâm màu xanh lá cây này. Em vẫn cần là nó phải bật vượt lại các cái cản ở đây thôi. Cho nên trạng thái của mọi người, nếu mà đang nắm giữ, chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ với một mức cắt lót ở phía dưới nhá. Dòng tiền đầu cơ ạ, nó có cái dấu hiệu là muốn quay trở lại nhưng mà vẫn đang khá là lưỡng lự với ở trạng thái luân chuyển thôi. Nên nó vẫn chưa tạo ra những cái ấn tượng để có thể khiến dòng tiền đầu tư chúng ta tăng mạnh. Hai dòng tiền này vẫn cần phải được đồng thuận và mạnh mẽ hơn. Cho nên AST ạ, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nắm giữ với vùng cắt lỗ ở phía dưới này. Cắt lỗ trong ngắn hạn mọi người sẽ để ở vùng 48.9 giúp em. Còn đối với dài hạn, ạ, cũng sẽ là quanh cái vùng giá 48 nhé. Mọi người sẽ phải chờ đợi kết nến tuần để chúng ta có cái quyết định đối với dài hạn. Ok, đó là về mã AST. Mã tiếp theo ạ, của tuần trước. À, hình như em đang bị bỏ sót mất mã PVD ạ. Đây rồi. Tuần trước chúng ta có mã PVD là mua quanh giá 11x với tỷ trọng nhỏ. PVD, chúng ta nhìn PVD trước ạ. Xét về chạc tuần, rõ ràng là PVD vẫn đang cho một cái tín hiệu báo mua và cái đường stop loss cũng đang nâng lên khá là cao rồi, 11.1. SPI gặp cái tình trạng tương tự với mã HBC với cả AST mà chúng ta vừa nói, khi mà cái nến cũng đang báo hiệu cái lực mua rất là yếu. Xét về chặt đây một chút á, thì hiện tại là PVD vẫn đang cho cái tín hiệu báo bán. Và tuần trước thì em đã báo với một kỳ vọng là có thể đánh vượt lại cái đường đảo chiều này. Tuy nhiên là cả tuần này thì nó vẫn đang đi bám cái đường bán tại thôi, và đường đảo chiều này thì nó cũng hạ sát xuống, tuy nhiên là vẫn chưa đánh vượt được.
ở đây SPI ạ. Chúng ta có SPI vẫn đang duy trì một cái trạng thái suy thoái, tuy nhiên là nó không dứt khoát mà nó vẫn đang đi rất là nhỏ, tức là lực bán thì vẫn đang chiếm thắng thế ở cái giai đoạn này, tuy nhiên nó vẫn chưa cho một cái tín hiệu đảo sang một cái tín hiệu tăng mới. Ở đây nhìn vào Rainbow, sau một lần mà nó đang phải test cái đường trong dài hạn này thì nó vẫn đang đi là và bám cái đường hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên là nó vẫn chưa có những cái điều ấn tượng ở đây. Xét về dòng tiền thì rõ ràng là dòng tiền đầu cơ ạ. Sau một cái giai đoạn luân chuyển ra thì nó cũng có cái dấu hiệu là muốn quay trở lại. Tuy nhiên là vẫn chỉ ở một cái trạng thái rất là lưỡng lự và chưa thực sự dứt khoát. Dòng tiền đầu tư, để bật xuống một chút. Dòng tiền đầu tư thì vẫn đang duy trì ở PVD khá là khỏe, cho nên xét để có một cái nhịp để mà đảo hẳn thành một cái lệnh bán trong trung hạn thì chắc là chưa. Tuy nhiên là ngắn hạn thì hai dòng tiền này nó vẫn chưa có cái dấu hiệu là đồng thuận và thu lẫn nhau. Cho nên vấn đề của cả ba mã mà em vừa báo thì hầu hết nó nằm ở vấn đề là dòng tiền. Dòng tiền không tham gia. Cho nên mặc dù chúng ta thì vẫn đang tham gia ngay trên cái vùng hỗ trợ tốt, tuy nhiên là không có dòng tiền thì cổ phiếu chúng ta sẽ vẫn chưa có cái nhịp tăng được. Và nó vẫn đang cố gắng nhận những cái hỗ trợ từ các cái vùng giá cũ. Cho nên việc của chúng ta sẽ vẫn là chờ thêm và phải có một cái mức cut loss ở phía dưới giúp em nhé. PVD mọi người chú ý cái vùng thủng vùng giá 11 ạ. Hoặc là để sâu hơn một chút ở giá 10.6 để thủng hẳn cái dải màu. Ok, đó là về ba mã tuần trước. Chúng ta sẽ sang mã tiếp theo của tuần trước là mã KBC, mua quanh vùng giá 13-14 với tỷ trọng nhỏ. KBC thì chúng ta nhìn một chút về chart tuần trước thì chart tuần của KBC vẫn rất là tích cực, tín hiệu báo mua. SPI vẫn đang tiếp tục cái giai đoạn phát triển, như vậy KBC là ổn nhất xét về dài hạn trong cả tất cả các mã vừa mới nhắc tới ạ. Xét về chart đây ạ, chart đây thì KBC đang có một cái cản, đó là cái vùng đỉnh cũ quanh vùng giá 15 chấm này ạ. Thì ở đây nó vẫn đang cả một tuần vừa rồi nó đi khá là ngang, đi ngang quanh cái vùng này và nó nhận hỗ trợ từ dải màu. Chúng ta sẽ phải chờ đợi để xem KBC có nhận hỗ trợ tốt và để đánh vượt được cái cản phía trên hay không. Ở đây SPI thì lại báo một cái tín hiệu hơi xấu khi mà lực bán đang xuất hiện khá là nhiều. Tuy nhiên nó vẫn còn khá là nhỏ, chúng ta chưa confirm cái tín hiệu này vội. Về Rainbow ạ, KBC với chiến lược cũng là mua ngay trên cái vùng hỗ trợ thôi. Chúng ta vẫn chưa có những cái câu chuyện nhiều để nói về KBC ở thời điểm này, khi mà vùng hỗ trợ dưới của nó sẽ rơi từ vùng giá 13.7 cho đến quanh vùng giá 14. Quanh đây ạ, mọi người sẽ tham gia, nếu mà đã tham gia với tỷ trọng nhỏ, mọi người sẽ tiếp tục nắm giữ. Xét về dòng tiền thì dòng tiền đầu cơ và KBC mặc dù là cũng duy trì ở trạng thái xanh nhưng mà về lượng khá là nhỏ. Dòng tiền đầu tư thì vẫn đang khá là ổn và vào vẫn đều đều. Mọi người sẽ có một cái vùng cắt lót của đối với KBC ở vùng giá dưới 14 giúp em. Chúng ta sẽ đặt theo dưới vùng giá 13.7 ấy ạ. Đặt dưới cùng của vùng hỗ trợ. Chúng ta đang thực hiện mua ngay trên vùng hỗ trợ mà, cho nên sẽ phải thủng hẳn các cái vùng hỗ trợ đấy thì chúng ta mới cắt lỗ ạ. Đó là về KBC. Đó là 4 mã HBC, PVD, AST và KBC của tuần trước. Thì mọi người vẫn nhớ là đặc điểm của chúng ta là hầu hết là các mã mid cap và mua ngay trên vùng hỗ trợ. Tuy nhiên là dòng tiền thì vẫn chưa ủng hộ, cho nên việc của chúng ta sẽ phải là chờ đợi và tuân thủ kỷ luật đối với các mức cut loss mà em vừa mới nhắc nhở mọi người nhé. Và mã cuối cùng của tuần trước đó là Hòa Phát thì được khuyến nghị là theo dõi lại ở vùng giá 28. Hòa Phát tuần này thì không chỉnh sâu về vùng 28 dưới mà nó chỉ chạm quanh cái vùng 28.7. Quanh cái vùng này là nó đã có cái nhịp tích lũy và bật lại luôn. Cho nên không biết là các anh chị có tham gia kịp hay là không. Nếu mà không ạ thì chúng ta sẽ khả năng là cũng lỡ một cái nhịp mà
ngắn ngắn của Hòa Phát rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhìn một chút về chart tuần. Chart tuần của Hòa Phát vẫn đang tiếp tục là một tuần tăng tốt. Ở đây SPI phát triển. Xét về chart đây thì rõ ràng là đây là một cái vùng quay trở về chạm gần vùng hỗ trợ từ giải màu. Tuy nhiên là chưa chạm hẳn, nó đã bật. Như vậy chứng tỏ Hòa Phát thì đang rất là khỏe. Ở đây SPI sau một cái giai đoạn rất là gấp, nó đang bị có cái dấu hiệu swing ấy, đảo xu hướng khá là nhanh. Lực mua và lực bán tại các phiên nó đang bị đan xen và không rõ xu hướng. Nhìn một chút vào Rainbow ạ, thì như đã nói các buổi trước thì rõ ràng là Hòa Phát vẫn đang trong một uptrend rất đẹp, với các đường ngắn hạn này, trung hạn này, dài hạn và siêu dài hạn sắp xếp rất là trật tự. Cho nên chúng ta sẽ chưa nhận nhiều những cái tín hiệu quan trọng từ bên này, mà chúng ta sẽ chỉ xác nhận là nó đang trong một uptrend tốt và có cái vùng hỗ trợ dưới rất là dày. Ở đây nhìn vào dòng tiền một chút. Dòng tiền vào Hòa Phát thì cực kỳ khỏe, cả dòng tiền đầu tư, dòng tiền đầu cơ. Đây là lý do mà Hòa Phát có thể đã có những cái nhịp tăng mạnh như thế, đặc biệt là cái phiên ngày thứ 6. Dòng tiền đầu cơ rất là trội, cho nên đã có những cái khá là ổn để kéo Hòa Phát vượt lại cái vùng đỉnh cũ trước. Mặc dù là chúng ta có kết phiên vượt thôi, còn sẽ phải xem xét nhiều. Thì tuy nhiên là đã chinh phục lại được cái vùng đỉnh cũ như thế này, thì Hòa Phát đang tỏ ra là một mã khá là ấn tượng trong giai đoạn này. Tuy nhiên nhá, như em đã nhắc ạ, vùng mua mới ở các vùng trên cao này rất rủi ro, thì mọi người sẽ phải cân nhắc. Ok, vậy này, nếu mà anh chị mua lại được vùng Hòa Phát ở vùng giá 287 thì chúc mừng mọi người đã tham gia lại được Hòa Phát với một nhịp ngắn. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ phải xem xét thêm, thì hãy trao đổi thêm với em nhé. Ok, đó là toàn bộ về 5 mã tuần trước ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với các cơ hội đầu tư của tuần này. Thì chúng ta đơn giản thôi, có duy nhất 2 mã đáng chú ý, đó là VHM và VRE. Thì với cái đặc điểm là tiền vẫn chưa luân chuyển sang Midcap, thì toàn bộ những cái mã mọi người đang nắm giữ thì sẽ nắm giữ với các vùng stop loss kỷ luật ở phía dưới giúp em. Còn các cái cơ hội đầu tư mới nhất thì có lẽ chúng ta sẽ vẫn lại phải ưu tiên các mã thuộc trụ, những mã nằm trong viên 30. Thì như tuần vừa rồi chúng ta có Vinhome và VRE đang được đánh lên, thì nó đang tạo ra những cái tín hiệu mới. Chúng ta sẽ cùng xem là hai mã này như thế nào nhá. Vinhome chưa ạ? Với khuyến nghị là mua quanh cái vùng giá 79 đến 795 luôn. Chúng ta cùng nhìn vào Vinhome trên hệ thống. Vinhome ạ, xét về Chadwick tuần này đã confirm cái tín hiệu đảo lại từ Vinhome. Với SPI đang chuyển từ cái giai đoạn giảm sang tăng, và nó đang ở đầu cái giai đoạn hình thành. Nhìn vào chart đây ạ, chart đây của chúng ta có một cái phiên mua theo SPI là phiên ngày thứ 5. Nó đã ở một trạng thái là mua khi lực bán rất là yếu này rồi. Giải màu tím thì coi hẳn. Tuy nhiên là nó có một cái vùng giá swing ạ. Nó đi quanh một cái biên quanh cái vùng giá quanh 81 này, và vùng giá dưới là vùng 75. Cho nên là để mà đẹp hẳn ạ, thì chắc chắn là nó sẽ phải vượt hẳn các cái vùng phía trên đấy. Còn nếu không thì chúng ta vẫn chỉ confirm nó là một cái tín hiệu đánh trong biên này trước. Đó, thì mọi người sẽ chú ý. Hiện tại là chúng ta sẽ có take profit ở vùng 81 này trước, sau đó tiếp theo mới là vùng 83.2 theo hệ thống á. Thì với một cái tín hiệu báo mua như thế này, nó vẫn đang khá là ổn, thì chúng ta sẽ mua quanh cái vùng mua tại này, nó ở giá 79.5, và mua quanh cái vùng 79 này khá là ổn. Nhìn một chút về Rainbow. Đó, ở cái vùng 79 này đến 795 này, nó đang là mua ngay trên cái vùng hỗ trợ từ cái dải màu trắng. Thì tất nhiên là vẫn phải kỳ vọng là thứ hai chúng ta sẽ có một cái vùng đi dao động ở phía trên của cái dải màu này, để cái dải màu này mới chính thức là được đánh vượt. Ok ạ. Còn nếu mà không, vướng cái cản này mà nó lại có cái dấu hiệu yếu yếu đi xuống quá là thấp ấy, thì nó sẽ chưa tạo ra một tín hiệu tốt đối với Vinhome. AMF
dòng tiền của Vinhome, dòng tiền đầu cơ đánh khá là sốc khi mà hai cái phiên thứ ba và thứ tư chúng ta vẫn đang duy trì một cái trạng thái bán ra. Đến phiên ngày thứ năm nó đã có dấu hiệu luân chuyển và phiên thứ sáu đánh mạnh luôn. Với kiểu dòng tiền này thì sẽ khá là khó dự đoán. Xét về dòng tiền đầu tư thì chúng ta đang có dòng tiền đầu tư vẫn duy trì ở Vinhome ở một trạng thái là luân chuyển thôi, và nó đang vẫn cần được dẫn dắt thêm bởi dòng tiền đầu cơ. Nếu mà dòng tiền đầu cơ mạnh hơn ạ, chúng ta sẽ có dòng tiền đầu tư chắc chắn là nó sẽ tham gia trở lại vào Vinhome ạ. Mã tiếp theo của tuần này là VRE, và cũng là mã cuối cùng luôn. Chúng ta sẽ có một cái khuyến nghị là mua quanh vùng giá 28.4 ạ. VRE nhìn trang wick một chút. Trang wick của VRE nó đã báo một tín hiệu báo mua khá là lâu rồi, tuy nhiên là cả cái giai đoạn vừa rồi cũng là đi swing và chưa có xu hướng. Hiện tại ở đây chúng ta đang nhận được một cái tín hiệu báo mua. SPY đang trong một cái giai đoạn suy thoái nhẹ so với cái tuần trước, chưa confirm cái tín hiệu đảo. Chúng ta sẽ phải chờ thêm, nhưng nó khá là hẹp như thế này thì cũng có thể kỳ vọng vào những cái nhịp hồi trong ngắn hạn. Ở đây ạ, chúng ta sẽ đang có một cái tín hiệu báo mua với đường giá nằm hoàn toàn trên dải màu, và dải màu tím ở đây đang có dấu hiệu là muốn thu hẹp trở lại. SPY ở đây thì đã có một cái vùng mua ở phía khá là thấp rồi, và chúng ta đang mua bị hơi chậm so với tín hiệu của SPY. Thì quanh cái vùng giá 28.4 này mọi người có thể tham gia lại và chú ý xem là tỷ trọng của các cái giai đoạn này thật là nhỏ thôi ạ. Với Rainbow ở đây, chúng ta có một lần test dải màu Rainbow trong dài hạn và đây sẽ là lần thứ hai. Thì kỳ vọng là với cái đà nó đang có như thế này thì nó có thể đánh vượt vượt lên trên ạ. Trên vùng giá 28.5 để confirm cái tín hiệu tăng tốt cho VRE nhé. AMF, dòng tiền sau một cái phiên luân chuyển ngày thứ năm nó chính thức cắt lên trên đường không và nó tạo ra một cái nến xanh rất là ổn như thế này, đang khá là ổn cho VRE. Mọi người nhìn dòng tiền đầu tư ạ, suốt cả cái giai đoạn vừa rồi khi mà VRE có cái dấu hiệu tiền luân chuyển và rút ra như thế này thì tiền đầu tư ạ nó cũng sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên mà khi mà nó chưa cạn thì nó chắc chắn là vẫn còn lực giữ, và khi mà tiền đầu cơ quay trở lại thì nó sẵn sàng để có thể đồng thuận và đẩy VRE tăng tiếp thêm một nhịp nữa. Thì đây là hai mã của tuần này và chúng ta có thể theo dõi. Thì cả hai mã đang mua khá là sát theo tín hiệu của hệ thống, thì mọi người sẽ chú ý các take profit cũng như là stop loss ngay trên đồ thị hệ thống luôn. Ok, đó là về các mã của tuần này. Chỉ có hai mã thôi là Vinhome và VRE. Đây là xét về các trạng thái mọi người muốn mua mới nhá. Và nhớ cái khuyến nghị của em, chúng ta sẽ phải có stop loss và tuân thủ kỷ luật trong cái giai đoạn này, bởi vì những cái giai đoạn này nó khá là nhạy cảm khi mà giao dịch trên các cái vùng giá cao. Và một phút quảng cáo cho chương trình của Infact, thì bọn em vẫn đang chạy cái chương trình này, mở tài khoản đầu tư chứng khoán linh hoạt cùng với công ty với mức phí giao dịch cũng như là lãi vay margin rất hấp dẫn. Và hiện để cái khi mà tham gia chương trình này thì mọi người sẽ được tặng ngay một hệ thống hỗ trợ giao dịch Inflex trị giá 3,5 triệu đồng một tháng. Thì cụ thể điều khoản của chương trình thì hãy liên hệ với bọn em qua các thông tin sau. Bọn em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Thì cả các kênh như Facebook này, Zalo, mọi người đều hoàn toàn có thể nhắn tin cho bọn em để bọn em có thể hỗ trợ không chỉ cho chương trình đó mà còn có cho danh mục của mọi người nữa. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi bản tin thị trường ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thì em rất vui đấy. Được gặp lại mọi người vào mỗi tối thứ tư này, tối chủ nhật hàng tuần, thì mọi người nhớ đón xem và theo dõi các bản tin của em nhé. Và đường lên 970 chỉ với nỗ lực từ VN30 hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đón trong tuần tiếp theo. Xin chào mọi người.